Chiều ngày 28 tháng 1 năm 2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của COVID-19 huyện đã họp, triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh. Dự có đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành viên ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội nghị đã thông qua quyết định kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của COVID-19 trên địa bàn huyện. Công văn hỏa tốc về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và tỉnh, huyện. Theo đó, tại Vĩnh Phúc, theo điều tra giám sát của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến 10 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2021, trên địa bàn tỉnh xác định được 7 trường hợp F1 có liên quan đến bệnh nhân số 1.553 của tỉnh Quảng Ninh. Trong 3 trường hợp công dân ở Vĩnh Thường tham dự hội nghị điện máy tại khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh có trường hợp Nguyễn Văn Hà đã về nhà ngày 20 tháng 1 tại Văn Chấn Yên Bái, Cao Duy Tiến về nhà tại Định Trung Vĩnh Yên ngày 20 tháng 1. Đỗ Văn Tiến đã về nhà vào ngày 20 tháng 1. Hiện huyện Vĩnh Thường đã ra quyết định cách ly tập trung đối với Đỗ Văn Tiến, chỉ đạo thị trấn Thổ Tang, thị trấn Vĩnh Thường tiến hành khoanh vùng, ra soát các trường hợp F2, F3 có liên quan. Nhận định tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan nhanh trong cộng đồng, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện kích hoạt trở lại các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của các ban chỉ đạo ở mức cao nhất. Sau hội nghị này, các xã, thị trấn lập tức triển khai tại địa phương, tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ và thông báo kết luận số 28 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19, các cơ quan truyền thông, trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến xã, tuyên truyền liên tục 3 lần trên ngày, cập nhật liên tục tình hình về dịch bệnh trong nước, quốc tế, trong tỉnh, các khuyến cáo cho người dân về phòng chống dịch bệnh. Công tác chỉ đạo điều hành của huyện và việc triển khai phòng chống dịch tại các địa phương. Phòng kinh tế hạ tầng huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung các biện pháp phòng chống dịch, nhất là những tuyến, điểm công cộng. Công an huyện chỉ đạo tăng cường quản lý chặt công tác tạm trú, tạm vắng trên địa bàn, tăng cường kiểm tra kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, lưu trú trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, giao công an các xã. Thị trấn chủ động phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép. Công an thị trấn Thổ Tang, thị trấn Vĩnh Thường Xã Thượng Trưng giả soát kỹ các trường hợp liên quan đến f1, phối hợp với trung tâm y tế huyện nhanh chóng truy vết người liên quan. Giao ban chỉ huy quân sự chủ trì, công an phối hợp, huy động nhân lực chuẩn bị phương án xây dựng khu cách ly tập trung. Ngành y tế sẵn sàng ứng phó với tình huống cao nhất. Các xã, thị trấn chủ động tập trung truy vết các đối tượng, đặc biệt là các đối tượng từ Quảng Ninh, Hải Dương về địa bàn từ ngày 21 tháng 1 yêu cầu cách ly tại nhà, hạn chế ra ngoài. Yêu cầu người dân trên địa bàn tự giác khai báo y tế, thống nhất tạm dừng các hoạt động tập trung đông người các hội nghị, sự kiện, meeting, lễ hội, đêm văn nghệ bắn pháo hoa giao thừa. Từ nay đến sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để tập trung ưu tiên cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.